Hello, mình chào cô chú anh chị đã đến với kênh Tây Đen Miền Tây nha. Hôm nay Tây Đen sẽ đi thăm đứa gắn nha cả nhà. Hồi ngày hôm qua mình có xuống 5-6 tay lưới cả nhà. Giờ mình sẽ đi thăm nha, để thử có không nha cả nhà. Hy vọng là có nha. Mình mới mới lần đầu tiên mình giăng lưới nữa. Mình cũng không có gõ về đặc tính của hổ hèo sao nữa. Mình thấy hổ hèo bò tới bù lưu nhiều quá, mình mới đi mua lưới mình giăng. Thử có không? Để giờ nào tới tay lưới đi, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi mà có dính hay không mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mấy tay lưới gắn này cả nhà. Mời là mình thăm thử có không nha. Đây mình chủ yếu kiếm hổ hèo này kia cả nhà ơi. Ồ, tay lưới vẫn còn ra tịch ngọt ta im ru cả nhà. Hổ ngựa hổ hèo cũng không thấy chứ, cái này mới sáu mấy sáng cả nhà. Đây mình căng nha, bao dây khu mã địa nè, sao không thấy gì trơn trời. Cái im rồng cả nhà, im ru bà rồng rồi, không im rồi, không im rồi. Để chừng nào có mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Mình đã tới địa điểm tiếp theo cả nhà. Điểm đây là mình nguyên đây là một cái khu hổ hèo dữ lắm nha cả nhà. Ê, cái nhà hổ tay lưới mất. Ủa con hổ hèo nhậu rồi nhậu. Ủa nó cuộn lướm luôn kìa. Ủa trời, đây cả nhà ơi, quá phê rồi. Em này từ 1 ký mấy rồi nhà ơi, cứ mấy 2 ký rồi. Để mình dựng lên cho quay cho cả nhà xem nha. Quá phê rồi. Ôi ôi trời, nó đá cả nhà ơi. Trời, mình mới dăng ngày qua đó cả nhà. Dạ. Nhà cũng cảm nha, mình là lần đầu tiên mình đi dân cắn cho nên mình là dính mình ham lắm cả nhà. Nhà ơi, trời ơi, nó đã trời nha, đúng rồi cả nhà. Dính đôi này chắc cây dính hồn cho chèo qua cả nhà ơi. Nhà thấy không đó. Nè, lướm dân ngang cả nhà đó. Ồ, em này gần 2 ký cả nhà ơi, 2 ký khỏe cả nhà ơi. Thôi lên bắt nha, mình gỡ nha cả nhà. Đã trời, sướng trời, sướng cả nhà ơi. Mà lần đầu tiên mình ra chạm với nó, mình nghĩ sao đây nha, dính lưới này không biết nó sao nha. Thì nó lấy cây đè đầu nha cả nhà, đè hơi lên cái đừng mình bắt nha. Có phê cái nhà ơi, thì cái ghê luôn nha, thì cái ghê luôn á. Ghê luôn cái nhà ơi nè. Ủa em mà ký mấy 2 ký rồi nhà ơi. Qua đã. Sướng rồi. Giờ mình sẽ gửi mấy ăn nha. Bụi rồi. Sướng rồi. Mình thấy mấy anh em kia cắt lưới mà mình sợ hư lưới quá cái nè. Mình sợ hư lưới cho nên mình gỡ. Biết gỡ ra không nữa nè. Anh gụi quá cái nè. Ish, nó dễ tùm lum nữa. Dạ. Mấy cái nhà thấy không cả nhà? Cái nhà thấy mình gỡ không? Quay đây cho mấy nhà thấy nha. Dính nè, ui. Sáng mà đi thăm gặp gì là phái.
sướng trời. Ê, nó hàm hàm sao gỡ trời, khó khăn của cả nhà ơi, khó gỡ thiệt luôn á. Lần lần gỡ mới được. Mình giăng được 7 tay cả nhà. Mình giăng được 7 tay. Còn cái tay trong kia nữa. Hy vọng cái tay trong kia có nữa. Tay này với tay kia kia nữa. Chắc mình cắt quá cả nhà. Chắc mình cắt quá. Thấy anh em ta cắt á. Thôi mình cắt thử cả nhà thôi. Chứ mình cứ đem đi kéo thôi luôn nè. Mình tiếc lưới. Lưới mình mới mua. Sỏ nó sỏ xiên cái ghê tận. Mắc đầu lưới cũng đỡ lắm mà nha. Tính còn có dính nữa. Ồ, nó xiết cái tay dữ lắm rồi cả nhà ơi. Xiết cái tay mình thấy ghê chứ trời. Sao rút ra? Gỡ cho coi, đừng rút ra coi. Chiếc cái tay theo kiểu này sao tôi gỡ nổi. Em hủ đèn hồng đầu tiên của mình. Rồi, lột lỗ lưới. Ê, đừng vũ, đừng vũ. Đây, nha. Sướng rồi, trời này nha. Cỡ 2 kg phải nha nha. Đó không? Ừ. 2 kg phải. Mình không có chỗ để nha cả nhà. Mình không có chỗ để nha. Nha mọi người. Mình bỏ vô trong cái lập gắn nha của mình nha. Tại mình đi cái túi lưới kia mình đựng gắn gặm hổm dài của mình á. Mình đi thăm á, đâu có bán được đâu. Đây, tạm ngưng nha, còn tay nữa nha, vô coi nha, tay trong đây thấy bí hiểm hơn, mình biết có không này, có. Ồ, tay bị chất quớt cả nhà, không thấy gì chứ, ồ tay trong này mỏng dính ta, ồ tay, xảy gì cả nhà ơi. Sảy thì nè, nè thấy nha, thấy không, gắn nhỏ nữa nha, này gắn nhỏ nè, đi đằng đó con cá nữa nha, này gắn nhỏ, không dính, lưới mình lỗ hơi to cho nên không dính cái nhà ơi. Rồi, để mình tạm ngưng mà đi thăm thêm hai tay nữa nha, hai tay nữa là xong á, giờ mình đã tới cái hai tay lưới cuối cùng rồi nha cả nhà, trong cái khu vườn này nè. Người ta nói ở đây hổ dạn á, con bành bành không à, bò tới bò lui hoài luôn á. Rồi bò quá bò mà sao mình không thấy gì trơn cả nhà ơi. Người ta nói ta thấy bò tới bò lui hoài. Trời trời gì trời, này gà cả nhà ơi, vườn này gà dữ lắm, này chắc gà. Lưới này mình chưa nhúng bùn đó nha. Lưới này lúc đó mà hồi ngày hôm qua mình thử hai tay không nhúng bùn nữa coi nó cho lưới đựng đen lại đó, thử có dính không cả nhà. Nếu mà bởi với hai nữa mà nó không dính nữa ha là mình sẽ nhúng bùn lại nha. Cái lưới đây nữa nè. Trong vườn. Trong cái vườn. Chất quớt luôn cả nhà ơi, không thấy gì hết trơn.
mình tâm nguyên của nhà ơi. Mình cũng xin kết thúc video đây của nhà ơi. Đây hổ hào, mình lấy cái bẫy bự của mình đi theo con bỏ vô cả nhà. Này em này chắc cỡ ký mấy cả nhà ơi, không tới 2 ký đâu, ký mấy à. Đây nè, một em duy nhất trong lần đầu tiên mình đặt cái gì dăng lưới gắn nha. Rồi để mình tạm ngưng nha, rồi ngưng chứ. Cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo chân tôi đang thăm những cái lưới gắn nha. Rồi bye, hẹn lại cô chú anh chị những video sau nha. Bye, hẹn lại nha.